Thái tử tu khổ hạnh 6 năm. Bây giờ sau khi Thái tử điều phục hai tiên nhân A-la-la và Ca-lan rồi, bèn hướng tiến về trước, đến khu rừng khổ hạnh ở núi Già Xà, là nơi trú ngụ của nhóm năm vị Kiều Trần Như. Thái tử mới ở bên sông Ni Liên Thiền tĩnh tọa tư duy, quán căn tính chúng sinh cần phải 6 năm khổ hành để mà độ họ. Tư duy thế rồi mới tu khổ hành. Vì vậy nên chư thiên phụng hiến mè gạo. Thái tử vì cầu đạo chính chân nên tịnh tâm thủ giới, mỗi ngày ăn một hạt mè, một hạt gạo, mà nếu có ai xin thì cũng thí cho. Bây giờ nhóm năm vị Kiều Trần Như thấy Thái tử ngồi yên ngay ngắn tư duy tu pháp khổ hành, hoặc ngày ăn một hạt mè, hoặc ngày ăn một hạt gạo, hoặc hai ngày cho đến bảy ngày mới ăn một hạt mè hoặc gạo. Thời nhóm các vị Kiều Trần Như cũng tu khổ hành. Sát bên không lìa Thái tử, và đem tình hình ấy sai một người về bạch với Dương Sư cùng Đại Thần, nói rõ hết mọi sự tu hành của Thái tử. Bây giờ Dương Sư Đại Thần cùng về cung môn, sắc mặt sầu thảm, hình dung thiểu não, y như là kẻ mất người thân thuộc, mới tán tống xong nén lòng quay về. Thời người thủ môn vào bạch cùng vua rằng: quân sư và đại thần hiện ở ngoài cửa. Vua nghe tâu xong mất hồn lạc vọng, chỉ đầu mình động đậy được thôi. Thời người thủ môn hiểu ý của vua, tức hô truyền cho vào. Vua thấy hai vị sầu không nói nên lời, cứ thế một hồi rồi mới hỏi nhỏ rằng: Thái tử chính là tính mạng của ta, các khanh giờ đây quay về có một mình thì tính mạng của ta làm sao mà còn nổi? Dương Sư đáp rằng: chúng thần phụng mạng vua đi tìm kiếm Thái tử, khi đến chỗ ở của bạc già tiên nhân tìm hỏi Thái tử. Tiên nhân cho chúng thần hay Thái tử đang ở đâu và kể lại các việc Thái tử đối đáp ra sao. Chúng thần liền ra đi, đến giữa đường trông thấy Thái tử đang ở dưới gốc cây, ngồi ngay ngắn tư duy, tướng hảo quang minh hơn cả mặt trời mặt trăng, mới đem hết mọi nỗi tâm tình khổ đau của Đại Vương Mahabasa Ba Đề và Gia Thâu Đà La nói cho Thái tử nghe. Thái tử với giọng tha thiết chân thành mà trả lời rằng: ta há không biết ân tình thâm thiết của Phụ Vương hay sao? Song vì sợ cái khổ sinh tử ái biệt ly, vì muốn đoạn trừ khổ ấy nên mới bỏ tới đây. Thái tử với bao lời lẽ trình bày như thế, ý chí kiên cố như núi tu di không thể di động, rồi bỏ chúng thần mà đi như bỏ cỏ rác. Lúc ấy chúng thần mới tuyển ra 5 người đi theo phục dịch, dò xét nơi chốn của Thái tử. Trong 5 người sai phái ấy, có một người về báo rằng Thái tử khi tới nơi chốn của các tiên nhân A-la-la và Ca-lan, đường đi phải băng qua sông Hằng. Sông do lực thiên thần mà qua được sông, đến Dương Xá Thành. Thời vua Tần Tỳ Sa La đến gặp Thái tử, phương tiện thuyết phục đừng có xuất gia, để chia nước cho mà trị vì, hoặc là dâng hết nước, hay là sẽ cho binh chinh phạt nước khác. Thái tử trọn đều không nhận, mà tiếp tục lên đường đến chỗ hai tiên nhân, vì họ nói pháp hàng phục tâm họ. Lại đến bên sông Đi Liên Thiền, trong rừng khổ hành ở núi Già Xà tĩnh tọa tư duy, mỗi ngày ăn một hạt mè hay một hạt gạo. Khi ấy vua Bạch Tịnh nghe Dương Sư và Đại Thần nói lại những gì sứ giả kể, khổ tâm vô cùng, toàn thân run rẩy, lông trên thân dựng đứng, liền nói với Dương Sư và Đại Thần rằng: Thái tử bỏ hết các sung sướng của ngôi vị chuyển luân dương cùng ân ái cha mẹ thân thuộc, vào tận mãi núi sâu tu khổ hành ấy. Ta thật bạc phước sinh ra người con trân quý như thế mà để mất. Rồi vua lại đem các lời sứ giả tâu kể mà nói lại cho Mahabasa Ba Đề và Gia Thâu Đà La. Sau đó vua Bạch Tịnh nghiêm lệnh thắng luôn 500 cỗ xe.
Mahabhasapade và Yathodala cũng cùng với nhau chuẩn bị 500 cỗ xe. Tất cả mọi thứ cần dùng đều soạn đầy đủ, rồi kêu Sanatma bảo rằng: Người Tiện Thế Tử, bỏ tận trong núi sâu, nay hạ lệnh cho người dẫn 1000 cỗ xe này chở đầy lương thực đem dâng cho Thái Tử, tùy thời cúng dường, đừng để thiếu thốn, bao giờ hết thì trở về lấy. Sa Nặc tiếp lệnh, tức lãnh 1000 cỗ xe lập tức lên đường. Đến nơi Thái Tử, thấy hình hài tiêu hao, da xương dính sát, gân mạch lộ ra, như đóa hoa Ba La Sa, bèn đầu mặt lễ với chân Thái Tử, hôn sâu dưới đất, lặng lẽ một hồi mới đứng dậy, nuốt lệ thưa rằng: Đại vương nhớ thương Thái Tử ngày đêm không nguôi, nên nay sai thần lãnh 1000 cỗ xe chở đầy mọi thứ cần dùng để Thái Tử sử dụng. Thái Tử mới trả lời Sa Nặc rằng: Ta làm trái lời cha mẹ và xả bỏ đất nước, đến mãi tận nơi đây là để cầu đạo cả, thì sao lại thụ hưởng các thứ ăn uống ấy? Khi Sa Nặc nghe lời nói ấy thì tâm thầm nghĩ rằng: Thái Tử giờ đây đã không chịu nhận các thức cần dùng này, ta phải tìm một người nào đó dẫn 1000 cỗ xe này quay về chương cung, còn ta ở lại đây phục dịch Thái Tử. Nên sai một người lãnh 1000 xe ấy đi về, còn Sa Nặc thì ngấm ngầm hầu hạ Thái Tử đêm ngày không lìa. Thái Tử bỏ tu khổ hành, tắm trong sông Ni Liên. Bấy giờ Thái Tử tâm tự nghĩ rằng: Ta nay mỗi ngày ăn một hạt mè hay một hạt gạo, hoặc cho đến 7 ngày mới ăn một hạt mè hay gạo, thân hình hao mòn trong như cây khô. Tu khổ hành này đã trọn 6 năm mà không được giải thoát, đủ biết đây không phải là đạo. Chi bằng xưa kia dưới gốc cây Diêm Phù, pháp mà ta tư duy, lìa dục tịch tỉnh mới là tối chân chính. Nay nếu ta vẫn dùng cái thân tiêu hao này để mà đắc đạo, thì các ngoại đạo sẽ cho rằng tự nhịn đói là nhân của bát Niết Bàn. Nay tuy ta từng khớp tiếp một đều, có na la duyên lực, song cũng không dùng thân khổ hành này để chứng đạo quả. Ta phải thọ thực rồi sau đó mới thành đạo. Nghĩ như thế rồi mới đứng dậy khỏi chỗ, đi đến sông Ni Liên thiền, bước xuống sông tắm rửa. Khi tắm xong, thân thể gầy yếu không lên bờ được, thiên thần giáng xuống, kéo cành cây xuống cho Thái Tử. Thái Tử nắm lấy đó mà ra khỏi dòng sông. Thái Tử thọ thực trở lại. Khi ấy, ở ngoài thôn kia, có cô gái chăn bò tên là Nang Đà Ba La. Thời trời tịnh cư xuống khuyên nói rằng: Thái Tử hiện giờ đang ở trong rừng, người hãy đến cúng dường. Cô gái nghe rồi tâm rất hoan hỷ. Khi ấy từ trong đất bỗng nhiên nảy sinh đóa hoa sen 1000 cánh, trên hoa có cháo sữa. Cô gái trông thấy hết lòng sinh tâm dị thường, mới lấy cháo sữa ấy đem đến chỗ Thái Tử, đầu mặt lễ với chân mà dâng lên cho. Thái Tử liền nhận món cúng dường của cô ta, rồi chú nguyện rằng: Đồ thí thực này để cho người ăn được đủ khí lực, và làm người thí được khỏe, được vui, an lạc không bệnh, được trọn tuổi thọ, trí huệ đầy đủ. Kim sở thí thực, dục lệnh thực giả, đắc sung khí lực, đương sử thí gia, đắc đảm đắc hỷ, an lạc vô bệnh, chung bảo niên thọ, trí huệ cụ túc. Rồi Thái Tử mới nói lời như sau: Tam vì để thành thục tất cả chúng sinh nên mới nhận món ăn này. Chú nguyện xong rồi mới nhận mà ăn, thân thể lập tức sáng đẹp, khí lực sung túc, xứng thọ Bồ Đề. Bồ Tát hướng đến cây Bồ Đề, rồng mù tán thán. Bấy giờ năm vị kia chứng kiến sự việc ấy kinh dị vô cùng, cho rằng Thái Tử đã thối chuyển, nên ai cũng bỏ về chốn của mình. Riêng mình Bồ Tát độc hành đến dưới cây Tất Ba La, tự phát nguyện rằng: Ngồi dưới cây này,
đạo ta không thành, quyết không đứng dậy. Do Bồ Tát đức trọng, đất không đỡ nổi, nên khi ấy mỗi bước một, đất đều chấn động, phát tiếng vang rền. Bây giờ rồng mù nghe tiếng đất vang động, tâm rất vui mừng, hai mắt mở sáng. Rồng từng chứng kiến các Phật đời trước có các điềm lành như vậy, suy xét như vậy rồi mới từ dưới đất giọt lên lễ dưới chân Bồ Tát. Cùng lúc có 500 chim sẻ xanh bay lượn trong không, theo bên phải mà nhiễu quanh Bồ Tát. Rồi nào mây lành đủ sắc cùng với gió hương dờn theo ống ánh lả tả. Khi ấy rồng mù dùng kệ tán thán rằng: nơi chân Bồ Tát dẫm, đất đều động sáu cách, phát tiếng rền vang vọng. Con nghe mắt mở sáng, lại thấy trong không trung sẻ vàng diệu Bồ Tát, mây lành ống ánh chiếu, gió hương mát rười rượi, điềm lành của Bồ Tát đều như quá khứ Phật, nên con biết Bồ Tát chắc chắn thành chính giác. Bồ Tát dùng cỏ trải tòa. Thế rồi Bồ Tát mới tự tư duy: chư Phật quá khứ lấy gì làm tòa để thành đạo vô thượng? Lập tức Ngài biết là lấy cỏ làm tòa. Thích Đề Hoằng Nhân quá làm người phàm, cầm cỏ mềm sạch. Bồ Tát hỏi rằng: ông tên là gì? Đáp rằng: Cát Tường. Bồ Tát nghe xong tâm rất vui mừng: ta phá những gì bất cát để thành Cát Tường. Bồ Tát lại hỏi: cỏ trong tay ông ta có thể có được không? Do đó Cát Tường liền trao cỏ tặng cho Bồ Tát. Nhân đó phát nguyện rằng: Bồ Tát thành đạo xin độ tôi trước. Bồ Tát nhận rồi trải cỏ làm tòa, rồi trên cỏ ấy ngồi kết già phu, đúng như cách thức chư Phật quá khứ đã ngồi mà tự thề rằng: không thành chính giác, không đứng dậy khỏi tòa này, ta cũng như vậy. Khi phát lời thề ấy, trời rồng quỷ thần ai cũng hoan hỷ, gió lành mát rượi khắp bốn phương khởi, cầm thú lặng tiếng, cây không xào xạc, mây nổi bụi văng trọn đều tĩnh lắng, rõ biết là điềm Bồ Tát thành đạo. Bồ Tát hàng ba, ma vương áo não bất an. Bây giờ khi Bồ Tát ở dưới cây phát lời thệ nguyện, trời rồng tám bộ đều rất hoan hỷ, ở trong hư không hớn hở ca ngợi. Nhưng vào lúc ấy, tại cung điện của ma vương tại cõi trời thứ sáu bỗng nhiên chao động. Vì vậy nên ma vương tâm rất áo não, tinh thần bồn chồn, tham dị gì cũng đều chẳng màng, mới tự thầm nghĩ: Sa môn Cù Đàm nay dưới gốc cây xả bỏ ngũ dục, ngồi nghi ngắn tư duy, không lâu sẽ thành đạo chính giác. Nếu người ấy thành đạo sẽ độ khắp cho tất cả vượt qua cảnh giới của ta. Nay đạo chưa thành, ta phải tìm đến nhiễu loạn mà phá đi. Khi ấy, con của Ma Là Tát Đà thấy cha thờ thẫn nên đến bạch rằng: phụ vương có khỏe không? Tại sao lại đờ đẫn ra như vậy? Ma vương trả lời: Sa môn Cù Đàm hiện đang ngồi dưới gốc cây, đạo người ấy sắp thành siêu diệt khỏi ta, nay ta muốn phá đạo ấy đi. Con của ma vội vã tiến lên can cha rằng: Bồ Tát thanh tịnh vượt khỏi ba cõi, thần thông trí huệ không gì không tỏ rõ, trời rồng tám bộ đều phải xưng vương tán thán. Với bậc ấy thì sức của phụ vương không sao đánh bại được đâu. Mình không nên tạo ác như thế mà tự chuốc lấy tai họa. Ma có ba cô con gái, hình dung dáng dấp vô cùng xinh đẹp, hấp dẫn ma quái, rất giỏi dụ hoạt người, trong hàng thiên nữ quá là bậc nhất. Xoa mình thì toàn các hương thơm hạng nhất, trang điểm thì toàn các anh lạc hảo hạng. Cô đầu tên Nhiễm Dục, cô thứ hai tên Năng Duyệt Nhân, cô thứ ba tên Khả Ái Lạc. Ba cô đồng đến bạch hỏi cha rằng: không rõ hôm nay cớ gì mà cha ưu sầu. Cha mới đem hết tâm tình mình ra nói với các con gái rằng: thế gian hiện giờ đang có Sa môn Cù Đàm,
thân mặc giáp pháp, cầm cung tự tại, lắp tên trí huệ, định hàng phục chúng sinh, hoại cảnh giới của ta. Nếu ta không bằng, chúng sinh sẽ tin vào người ấy và quy y theo hết, thì cõi nước ta thành trống không, thế nên ta mới sầu ưu. Nay chưa thành đạo, ta muốn đến nơi bẻ gãy, phá đổ cột trường của người ấy. Thế là Ma Vương tay cầm cung rắn, đem 5 mũi tên, nam nữ quyến thuộc cùng nhau kéo đến dưới cây Tất Ba La. Thấy vị Mâu Ni lặng yên bất động, muốn vượt qua biển sinh tử ba cõi, Ma Vương bắn tên khủng bố Bồ Tát. Bây giờ Ma Vương tay trái cầm cung, tay phải lắp tên, nói cùng Bồ Tát rằng: Ngươi là dòng sắc lợi, chết là điều rất đáng sợ, sao không mau đứng lên mà tu lấy nghiệp chuyển luân dương của ngươi mới phải. Bỏ pháp xuất gia, tập lập hội bố thí, được sinh cõi trời hưởng lạc, đạo ấy mới là đệ nhất, hơn hết những gì trước nay ngươi tu. Ngươi là dòng dõi sắc lợi chuyển luân dương mà đi làm ăn mày, điều đó không thích hợp chút nào. Nay nếu không đứng dậy cứ ngồi yên như thế, không chịu bỏ thể nguyện kia đi, ta sẽ bắn ngươi cho biết. Một phen ta buông tên bén ra, thì các tiên nhân khổ hành chỉ cần nghe tiếng rít của tên ta, không ai không khiếp vía, hôn mê bất tỉnh. Huống gì Cù Đàm, nhà ngươi thì chịu gì nổi món độc này, nếu ngươi mau đứng dậy thì sẽ được an toàn. Mà nói như thế thì khủng bố Bồ Tát, song Bồ Tát vẫn an nhiên, chẳng kinh chẳng động. Ma Vương lập tức kéo cung bắn ra một phát, cùng xua các thiên nữ tới. Bồ Tát lúc ấy mắt không hề nhìn đến tên, mà tên dừng lại trong không, mũi tên hướng xuống biến thành hoa sen. Ba con gái Ma Vương dụ hoặc Bồ Tát. Khi ấy ba thiên nữ bạch cùng Bồ Tát rằng: Nhân giả đức lớn, trời người đều kính, nên cần phải có người hầu hạ. Chúng thiếp hiện nay đang tuổi xuân thị, các thiên nữ xinh đẹp không ai hơn nổi chúng thiếp. Nay trời sai chúng thiếp lại đây hiến dâng cho ngài, ngày đêm ngủ nghỉ, nguyện hầu hai bên. Bồ Tát trả lời: Các ngươi trồng chút căn lành mà được có thân trời ấy, nay không tưởng đến vô thường, còn đi làm trò yểu mị. Hình dáng tuy đẹp mà tâm không ngay ngắn, dâm hoặc bất thiện như thế, thì khi chết sẽ đọa vào trong ba đường ác, mang thân chim chóc thú vật, khó mà thoát khỏi. Các ngươi giờ đây muốn nhiễu loạn tâm định của ta, thì đó không phải là tâm thanh tịnh. Thôi, hãy đi đi, ta không cần đến. Bỗng nhiên lúc ấy, ba thiên nữ biến thành ba bà già, tóc trắng da nhăn, răng rụng dãi chảy, thịt tớp xương lồi, bụng to như trống, chống gậy khập kiển, không sao hoàn hình lại được. Ma Vương thấy Bồ Tát kiên cố như vậy, tâm tự nghĩ rằng: Xưa ta từng tại núi tuyết bắn Ma Hê Thủ La một mũi, mà liền sợ hãi, thối thất thiện tâm, mà nay không sao động nổi Cù Đàm. Tên này cùng ba con gái của ta đã không làm chuyển động nổi để sinh ái quể, thì ta phải dùng cách khác mới được. Ma Vương dẫn dụ Bồ Tát Địa Thần hiện lên làm chứng cho Bồ Tát, mới dùng lời nhỏ nhẹ mà dụ Bồ Tát rằng: Nếu ngài không thích thưởng lạc của thế gian, thì nay có thể lên trên thiên cung, tôi xả hết thiên vị và các món ngũ dục mà dâng cho ngài. Bồ Tát đáp rằng: Ngươi trong đời trước tu chúc nhân bố thí, nên nay mới được làm tự tại thiên vương. Phúc ấy có hạn, ngươi sẽ sinh trở xuống mà chìm đắm trong ba đường ra khỏi rất khó. Đó là nhân của tội lỗi, không phải điều ta tu. Ma nói với Bồ Tát: Quả báo của ta có ngài chứng biết, thế còn quả báo của ngài thì ai chứng tri đây? Bồ Tát trả lời: Quả báo của ta chỉ có mặt đất này mới biết được. Ngay lúc nói lời ấy ra, đại địa chấn động sáu cách, tức thời địa thần cầm bình thất bảo chứa đầy hoa sen từ dưới đất giọt lên, nói với Ma rằng: Bồ Tát xưa dùng đầu mắt tủy não thí cho mọi người, máu người đổ ra thấm khắp đại địa,
quốc thành, thê tử, voi ngựa, châu báu mà Ngài đem ra bố thí không thể nào kể hết được. Để cầu con đường đạo vô thượng chính chân, vì lẽ đó nên ngươi không nên não loạn Bồ Tát nữa. Ma nghe thế rồi tâm sinh sợ hãi, lông trên thân dựng đứng. Khi ấy địa thần lễ dưới chân Bồ Tát, dâng hoa cúng dường, rồi bỗng biến mất. Ma róc hết lực ma quân công phá Bồ Tát. Bấy giờ ma dương thầm nghĩ rằng: ta dùng cung rắn tên bén cùng ba con gái ta và cả phương tiện, lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ mà không thể hoại loạn được tâm của cụ Đàm này. Nay đành phải bày các phương tiện khác, tập hết quân chúng, dùng lực ức hiếp. Vừa nghĩ thấy xong thì quân chúng ma bỗng nhiên hiện đến đầy khắp hư không, hình thù mỗi ma mỗi khác, hoặc cầm kích, hoặc hoa kiếm, đầu đội cây lớn, tay cầm chày vàng, đủ loại chiến cụ đều đầy đủ hết, hoặc đầu heo, đầu cá, đầu ngựa, sư tử, rồng, hoặc đầu gấu, gấu ngựa, đầu hổ, tê giác cùng các đầu thú khác, hoặc một thân mà nhiều đầu, hoặc mặt chỉ một mắt, hoặc có nhiều mắt, hoặc bụng to thân dài, hoặc gầy còm không bụng, hoặc chân dài đầu gối lớn, hoặc chân lớn bắp dí mập, hoặc móng dài răng bén, hoặc đầu ở trước ngực, hoặc hai chân mà nhiều thân, hoặc mặt lớn mặt ở bên, hoặc sắc như đất tro, hoặc thân phóng bốc lửa, hoặc thân voi chở núi, hoặc tóc che thân trần, hoặc lại sắc mặt nửa đỏ nửa trắng, hoặc môi trề xuống tận đất, hoặc dáng khố trùm mặt, hoặc thân khoác da hổ, hoặc da sư tử, da rắn, hoặc rắn quấn vòng thân, hoặc trên đầu lửa cháy, hoặc trợn mắt cung tay, hoặc đi ngang nhảy búng, hoặc quay vòng trong không, hoặc lết bộ gào thét, đủ các thứ hình dạng ghê gớm như vậy kể không hết được. Bao dây Bồ Tát, hoặc có ma muốn xé thân Bồ Tát, hoặc bốn phương khói dậy, lửa đỏ ngút trời, hoặc cùng âm dồn dập chấn động sơn cốc, gió lửa khói bụi mù mịt chẳng còn thấy gì, nước bốn biển lớn đồng thời bắn giọt lên sôi sục. Hộ pháp thiên nhân, chư rồng quỷ loại trọn đều tức giận ma chúng, sân khuể tăng thịnh, chân long rỉ máu. Tịnh cư thiên chúng thấy các ác ma não loạn Bồ Tát, do từ bi tâm mới xót thương chúng, vì thế hạ xuống ở bên đầy nghẹt hư không. Thấy ma quân chúng vô lượng vô biên vây quanh Bồ Tát, phát ra những tiếng hung dữ ầm ầm rung động trời đất. Song Bồ Tát tâm định, sắc mặt không hề biến đổi, tựa như sư tử ngự giữa bầy hươu, tất cả đều tán thán: ô hô, lạ thay, chưa từng có vậy. Bồ Tát bất động hàng phục ma quân. Bồ Tát quyết định phải thành chính giác. Bầy ma chúng này hè nhau quật đổ Bồ Tát, mỗi ma tận hết oai lực để phá đổ Bồ Tát, hoặc trợn mắt nghiến răng, hoặc bay ngang loạn nhảy. Bồ Tát nhìn thấy như trẻ con đùa giỡn, ma càng sầu phẫn hận, lại tăng thêm chiến lược. Bồ Tát do nơi lực từ bi mà khiến kẻ ôm đá thì không nâng lên nổi, kẻ nhấc lên được thì không ném xuống được. Phi đao tung kiếm đều dừng lại trên không, sấm sét lửa nước thành hoa năm màu, rồng ác phun độc biến thành gió thơm. Các loại ác hình ấy muốn hoại Bồ Tát mà không sao lay động nổi. Ma có chị em, một tên Di Già, một tên Ca Lợi, mỗi người tay cầm vũ khí đầu lâu, ở trước Bồ Tát hiện đủ hình thù quái lạ để não loạn Bồ Tát. Còn các ma chúng thì đủ loại thân hình xấu xí ghê gớm muốn khủng bố Bồ Tát, song rốt cuộc không sao lay động nổi một sợi lông của Bồ Tát. Ma càng thêm u sầu. Trong không có vị thần tên là Phụ Đa ẩn thân nói rằng: ta nay nhìn thấy tâm của Đấng Mâu Ni bình lặng, không chút tâm tưởng oán hận, trong khi ma chúng này thì khởi độc tâm, ở nơi chỗ không quán mà làm càng sinh phẫn. Bọn ác ma si mê này chỉ tự uổng công nhọc nhằn, rồi ra chẳng nên trò trống gì. Giờ đây chỉ còn cách là xả tâm khuể hại kia đi,
miệng các ngươi có thể thổi núi Tu Di khiến núi lở sập, khiến lửa thành lạnh, khiến nước thành nóng, đất kia cứng chắc, khiến thành mềm yếu. Song các ngươi không thể nào hoại được thiện quả tu tập hàng bao kiếp nay của Bồ Tát. Chính tư duy, định, tinh cần phương tiện, tịnh trí huệ quang, bốn công đức ấy không có gì có thể đoạn ngang được, để mà ngăn chặn không cho người thành chính giác. Nhưng ngàn mặt trời chiếu thì chắc chắn ám tối phải trừ, dùi gỗ thì có lửa, đào đất thì có nước, với tinh cần phương tiện thì không cầu nào mà không thành tựu. Thế gian chúng sinh chìm trong tam độc, không ai là người cứu. Bồ Tát từ bi cầu thuốc trí huệ để trừ tai họa cho thế gian. Bọn ngươi nay vì cớ gì mà náo loạn người? Thế gian chúng sinh si hoặc vô trí, ắt đắm tà kiến. Nay người lập pháp nhãn tu tập chính lộ để dẫn dắt chúng sinh, bọn ngươi nay vì cớ gì náo loạn đạo sư? Thế nên không thể nào thành công được. Ví như ở nơi khoảng đồng trống không mà đòi lừa dối người dẫn đạo các thương nhân, chúng sinh đọa trong tối tăm hắc ám, hoang mang chẳng biết đâu là chỗ dừng. Bồ Tát vì họ thắp lên ngọn đèn trí huệ, bọn ngươi nay vì cớ gì muốn thổi tắt đèn? Chúng sinh giờ đang chìm đắm trong biển sinh tử, Bồ Tát vì họ mà tu thuyền báo trí huệ. Bọn ngươi nay vì cớ gì muốn làm đắm thuyền? Nhẫn nhục là mầm, kiên cố là rễ, vô thượng đại pháp chính là đại quả. Bọn ngươi nay vì cớ gì mà muốn công phạt? Xiền tham khuể si trói triền chúng sinh, Bồ Tát khổ hành là để cởi cho. Ngày nay quyết định dưới gốc cây này ngồi kết già phu thành vô thượng đạo. Chỗ đất này chính là tòa kim cương của quá khứ chư Phật. Các chỗ khác thì chuyển, chứ ở đây thì bất động và có thể chịu nổi diệu định. Không phải sức các ngươi mà phá đổ được. Các ngươi nay hãy sinh tâm vui mừng, ngưng kiêu mạn ý, tu tri thức tưởng mà phụng sự Ngài. Khi ấy Ma Vương nghe tiếng trong không và thấy Bồ Tát điềm nhiên chẳng chuyển, tâm ma thấy tàm quý, xả bỏ kiêu mạn, lập tức quay lại trở về thiên cung. Bầy ma buồn rầu trọn đều tan tác, tinh thần thiểu não chẳng còn quay hách, các vũ khí chiến đấu ngổn ngang trong rừng trên đồng. Đương khi ác ma thối tán, Bồ Tát tâm tịnh lắng trong không động, trời không sương khói, gió không lay cành, mặt trời ngã bóng ngưng chiếu càng thêm sáng trực, mặt trăng lắng động trong suốt, sao trời lấp lánh lung linh, u ẩn, tối ám không còn chướng ngại. Chư thiên trong không mưa xuống hương hoa tinh diệu, tấu lên âm nhạc cúng dường Bồ Tát. Bồ Tát thành đạo, chứng túc mệnh minh vào đầu đêm. Bấy giờ Bồ Tát dùng lực từ bi, vào đêm mùng 7 tháng 2, hàng phục ma xong, phóng đại quang minh liền nhập vào định, tư duy chân đế. Đối với chư pháp, thiền định tự tại, biết trọn hết mọi điều thiện ác đã tạo trong quá khứ. Từ đây sinh kia, cha mẹ quyến thuộc, giàu nghèo quý tiện, thọ yểu dài ngắn cùng tên tuổi thọ, trọn đều rõ biết. Nên đối chúng sinh khởi đại bi tâm, thầm tự nghĩ rằng tất cả chúng sinh không ai cứu tế, luân hồi năm đường chẳng biết bến ra, tất cả đều giả dối không có gì chân thật, mà ở trong ấy cưỡng sinh khổ sướng. Ngài tư duy như thế cho đến hết đêm đầu. Chứng thiên nhãn minh vào giữa đêm, quán sát năm đường. Bồ Tát quán sát địa ngục. Bây giờ Bồ Tát vào đến đêm giữa thời đắc thiên nhãn, quán sát thế gian đều thấy thấu hết, như trong gương sáng mà thấy mặt mình cùng các hình ảnh. Ngài thấy các chúng sinh chủng loại vô lượng, chết đây sinh kia, tùy theo làm thiện ác mà thọ báo khổ sướng. Ngài thấy trong địa ngục khảo phạt chúng sinh, hoặc nước đồng sôi rót vào miệng, hoặc ôm cột đồng, hoặc nằm giường sắt, hoặc dùng giạc sắt mà nấu mà luộc, hoặc trên bếp lửa xỏ cọc duyên người mà nướng, hoặc bị hổ, sói, ưng, chó ăn sống, hoặc kẻ tránh lửa nương vào nơi cây, lá cây trớt xuống đều thành đao kiếm chém cắt thân thể,
hoặc bị dùng búa, cưa mà chẻ phanh thi thể, hoặc bị ném vào sông than sôi nóng, hoặc lại bị ném vào hầm phân dòi bọ. Chịu đủ hết mọi loại khổ như thế, mà do nghiệp báo nên mạng chung mà vẫn không chết. Bồ Tát thấy các sự việc ấy rồi tâm tư duy rằng, các chúng sinh ấy gốc tạo ác nghiệp, cũng vì hưởng lạc thế gian mà nay phải chịu quả báo, cùng cực mức khổ. Nếu ai mà thấy được ác báo như thế, sẽ không còn dám khởi tưởng bất thiện nữa. Bồ Tát quán sát súc sinh. Bây giờ Bồ Tát lại quán súc sinh, tùy đủ loại hành mà phải chịu các hình thù xấu xí, hoặc có loài vì xương, thịt, gân, sừng, da, răng, lông, cánh của mình mà bị giết để lấy, hoặc có loại vì người mà mang chở gánh nặng, đối khác cùng cực mà người chẳng hay biết, hoặc xỏ mũi, hoặc móc đầu, thường đem xác thịt cung cấp cho người. Ở nơi đồng loại thì ăn nuốt lẫn nhau, chịu lấy biết bao kiểu khổ như thế. Bồ Tát thấy rồi, sinh đại bi tâm mới tự tư duy. Các chúng sinh ấy thường dùng thân lực cung cấp cho người mà còn bị roi quất. Đói khát, khổ sở đều là quả báo của gốc tu ác hành. Bồ Tát quán sát ngạ quỷ. Bây giờ Bồ Tát lại quán đến ngạ quỷ, thấy chúng luôn ở trong chỗ tối đen, chưa từng thấy được chút ánh mặt trời mặt trăng. Ở nơi đồng loại mà cũng không thấy ra nhau, mang thân dài lớn, bụng như thái sơn mà cổ họng như kim, trong miệng thường có lửa lớn hừng cháy, thường bị đói khát thiêu đốt không ngừng. Ngàn ức vạn năm không nghe đến tiếng ăn, như gặp lúc trời mưa rơi xuống trên người thì biến thành quả châu, hoặc lúc đi qua sông, biển, ngòi, ao, dòng nước liền hóa thành đồng sôi than đỏ. Động thân cất bước thì phát tiếng như người kéo 500 cỗ xe, chi thể gân tiết đều bị lửa đốt. Bồ Tát thấy bị đủ mọi loại khổ như thế, khởi đại bi tâm tự tư duy rằng, các người ấy đều vì gốc tạo sang tham, tích tài không thí, nên khiến ngày nay phải chịu tội báo như thế. Nếu ai thấy họ chịu các khổ sở như thế, thì phải ra ân bố thí, đừng sinh keo kiết, cho dù không có tiền tài thì cũng phải cắt thịt để mà bố thí. Bồ Tát quán sát loài người. Bây giờ Bồ Tát lại quán đến người, thấy từ trung ấm bắt đầu muốn nhập thai, cha mẹ hòa hợp, mới do tưởng điên đảo khởi lên ái tâm, liền lấy bất tịnh mà làm thân mình. Khi ở trong thai rồi, ở giữa hai tạng là sinh tạng và thục tạng, nung đốt thân thể như địa ngục khổ. Đến tròn 10 tháng sau đó mới sinh. Vào lúc sơ sinh thì bị người ngoài ẵm bế, xúc chạm đau đớn như trúng phải đao kiếm. Được thế không lâu lại quay về già chết, rồi lại làm em bé luân chuyển trong năm đường mà không sao tự tỉnh ngộ. Bồ Tát thấy rồi khởi đại bi tâm, tự tư duy rằng, chúng sinh đều có các tai họa như thế, mà sao cứ trong ấy say đắm ngũ dục, chấp cho là sướng mà không đoạn được căn bổn điên đảo. Bồ Tát quán sát cõi trời. Bây giờ Bồ Tát quán đến chư thiên, thấy các thiên tử thân thể thanh tịnh, không dính bụi trần, như chân lưu ly có đại quang minh, hai mắt không nháy. Hoặc có loài ở tại đỉnh núi Tu Di, hoặc có loài ở tại bốn hướng của Tu Di, hoặc có loài ở trong hư không, tâm thường quan lạc, không gì không như ý, tấu thiên nhạc du dương để tự hưởng thụ, chẳng biết ngày đêm bốn phương qua lại, không gì không tuyệt diệu. Ngó đông thì say đắm cả năm, quên cả quay lại, trong tay thì mê mệt trọn năm, không nhớ quay về. Cho đến Nam Bắc đều y như vậy, ăn uống y phục cứ theo tâm tưởng mà hiện tới. Tuy có các việc thích ý như vậy, song vẫn bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dục. Bồ Tát lại thấy các cõi trời ấy, khi phút hết rồi thì năm tướng chết hiện ra. Một là hoa trên đầu héo, hai là mắt nháy, ba là ánh sáng trên thân tắt, bốn là dính nách toát mồ hôi, năm là tự nhiên lìa khỏi bổn tòa.
các quyến thuộc của trời ấy thấy năm tướng chết hiện ra nơi thân của thiên tử ấy, thì tâm sinh quyến luyến. Thiên tử cũng tự thấy thân mình có năm tướng chết, lại thấy quyến thuộc quyến luyến với mình. Vào ngay lúc ấy đau khổ vô cùng. Bồ Tát thấy các thiên tử kia có các sự việc như thế, khởi đại bi tâm, tự tư duy rằng các thiên tử này vốn tu chúc thiện, được hưởng sướng cõi trời. Đến khi quả báo sắp hết thì sinh đại khổ não. Khi mạng chung rồi bỏ thân trời kia, thì cấp vị đọa vào trong ba đường ác. Vốn tạo thiện hành để cầu báo sướng, mà nay có được chỉ chút sướng mà khổ nhiều. Ví như kẻ đói nuốt đồ ăn độc, ban đầu tuy có chút ngon, nhưng rốt cuộc lại thành quả lớn. Thì sao người trí mà lại ham thích như thế được? Còn chư thiên ở cõi sắc và vô sắc, thấy thọ mạng dài liền cho là thường lạc. Đến khi thấy biến hoại thì sinh đại khổ não, liền khởi tà kiến, quỷ bán cho là không có nhân quả. Do vì lẽ đó nên luân hồi ba đường, chịu đủ hết các khổ. Bồ Tát dùng lực thiên nhãn quán sát năm đạo, khởi đại bi tâm, tự tư duy rằng ở trong ba cõi không có một chỗ nào là sướng. Tư duy như thế cho đến hết đêm giữa,